địa tạng Bồ Tát Bộ Nguyện, quyển hạ. Kính địa tạng Bồ Tát Bộ Nguyện, so sánh nhân duyên công đức sự bố thí phẩm thứ 10. Lúc đó ngài địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nữ hoa thần Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con xem sạch chúng sanh trong nghiệp đạo so sánh về sự bố thí, có nhẹ có nặng, có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, có người hưởng phước lớn trong 5 đời, nghìn đời, nhận sự ấy ta là sao thế, của xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho. Đức Phật bảo ngài địa tạng Bồ Tát rằng: Nay ta ở toàn hội, ta ở trong toàn hệ trụng hồi, nếu cũng trời đã đời giảng về công đức khinh trọng của sự bố thí, ông nên lòng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài địa tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tính có nghi ngờ về việc đó, con xin ưa muốn nghe. Đức Phật bảo ngài địa tạng Bồ Tát rằng: Trong quả năm diêm phù đề có các vị quốc vương, tể phù, các lớn, các hàm sắc đại lợi, trưởng giả là bà la môn, đều gặp kẻ sức nghèo túng, kẻ tật nguyền, cấm ngòng, kẻ điếc, kẻ mù quáng, những người có thân thể không thể toàn vẹn như thế. Các vị quốc vương đó nếu muốn bố thí, nội dung tức người bí lượng lại có lòng vui vẻ tự hà mình, từ tay đem của ra bổ thí cho người đó, hoặc bảo người khác đem cho, rồi dùng lời ôn hòa dịu dàng của những vị quốc vương đại thần đó có phước lời bằng phước lời cũng dùng cho 100 hàng hà sa chư Phật vậy. Tại là sao thế? Bởi vì quốc vương đó có tấm từ bi lớn đối với những kẻ đất mực nghèo cùng với những người tàn tật kia, nhưng được có bảo như thế này, trong trăm ngày đời được đầy đủ những món thức bảo uống, rồi là những thứ thọ dùng như ý phục đồ ăn uống. Lại vì điều này địa tạng Bồ Tát trong đời sau được có vị quốc vương Bà La Môn, thể chùa tháp, hình tượng Phật Bồ Tát, thanh văn bích chi Phật mà đích thân sự sáng bổ thị cũng dường. Thời vì quốc vương đó trong ba đời được làm vị trời để thích hưởng sự cứu thưởng Phật lạc, nếu đem công đức đó hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh. Thời vì quốc vương đó trong 10 đời được làm vị trời đại phạm thanh vương. Lại vì những là địa tạng Bồ Tát trong đời sau nếu có vị quốc vương Bà La Môn, thể chùa tháp thờ Phật, hình tượng kinh điển, cứ rập thất thảm mà phát tâm tu bổ lại, hoặc tự mình phát tâm làm, hoặc là chuyển hóa người phát tâm làm, hoặc là chuyển hóa trăm nghìn người bổ thị cũng dường để thiện duyên lành. Vì quốc vương đó trong ngày đời được làm vua trọng luân, còn những người bố thí đó trong trăm ngày đời được làm vua được nhỏ, như ở được chùa tháp đang công đức bố thí cũng dường đó hồi hướng vua thường nhận giác. Thời vì quốc vương đó cùng tất cả mọi người đều thành Phật cả, bởi có bỏ đó là vô lượng vô biên. Lại vì địa tạng Bồ Tát trong đời sống được có vị quốc vương Bà La Môn, thấy chùa tháp và thấy người già yếu bệnh tật, phụ nữ xinh đẹp trong một niềm sanh lòng từ đang thuộc men, cũng được dường chiếu bố thí rồi làm cho người đó được an vui. Phước đức đó không thể dùng vào để được, trong 100.000 kiếp được làm vô tình cư, trong 200 kiếp được làm vô sáu trời khổ dục không bao giờ được vào học đạo, trong 100.000 năm lộ tái cũng hiện ngay để tiện khổ đột rào là thành được thành Phật đạo. Là vì điều này địa tạng Bồ Tát trong đời sau nếu có vị quốc vương Bà La Môn bố thí cũng dường như thế, thời đẳng vô lượng được lành nhiều đám công đức đó hồi hướng cho vô thượng bồ đề, vô hồi hướng cho đạo bồ đề, tất cả đều thành Phật cả, bổn đời là quả đời phạm vương để thích vô chủng lớn. Này địa tạng Bồ Tát, nên vì thế nên phải là địa tạng Bồ Tát, vì thế nên phải chuyện nên dạy chúng sanh phải học theo như thế. Là vì địa tạng Bồ Tát trong đời sống để có người thiền nam thiền nữ nào ở trong Phật pháp đại giáo trồng của Phật lành bằng cái lông sợi tóc dục được hoặc mặc bài bụi, thời những người đó được hưởng, họ cũng thể bị loại đi được. Là vì địa tạng Bồ Tát trong đời sống để có người thiền nam thiền nữ nào thể hình tượng Phật Bồ Tát bất chi Phật của chủ lưng mà bộ thị cũng dường, thời người đàn vô lượng Phật lành được sinh đến quả trời có người hưởng sự thẳng với diệu, như có thể đáng công đức đó hồi hướng cho các pháp giới chúng sanh, thời cuộc đời này cũng thể bị dù nào cho được. Là vì người này địa tạng Bồ Tát trong đời sống được có người thiền nam thiền nữ nào gặp kinh địa thường, hoặc là nghe một bài kệ một câu kinh rồi pháp tâm ấn trồng đúng tình người khen, bộ thị cũng dường, thời cuộc đời không về được cuộc đời vô lượng vô biên, như có thể đáng công đức đó hồi hướng không pháp cho pháp pháp giới cho chúng sanh, thời cuộc đời này cũng thể bị dù nào cho được. Là vì địa tạng Bồ Tát trong đời sống được có vì để có người thiền nam thiền nữ nào chùa tháp thờ Phật kinh điển là thường là kinh tập mới, thời bổ thì cũng dường chiếm ngưỡng định là người khác, nếu kinh tập cũ cứ rách thời pháp tâm cứ bổ lại, hoặc từ mình pháp tâm làm, hoặc là chuyển pháp người khác đồng pháp tâm làm, những người pháp tâm làm trong 30 đời làm vui được nhỏ, còn vì làm việc chính đã được làm vui chúng luôn dùng pháp lành và giáo hóa vui được nhỏ. Là vì điều này địa tạng Bồ Tát trong đời sống được có người thiền nam thiền nữ nào đại giáo trong cổ Phật lành trong Phật pháp, hoặc là bố thí cũng dường cũng bố chùa tháp sửa sang kinh điển chẳng bằng một sợi lông, một hạt cát, một mảnh bụi, một giọt nước, những sự lành như thế không thể lùng nhiều ít nhiều đắng hồi hướng cho các pháp giới chúng sanh, thời người đó được trong nghìn đời hưởng sự thọ vô thường nhiều, còn muốn chỉ chịu hồi hướng cho thân tuyển bản thân mình thôi sẽ được hưởng quả vui trong ba đời, cứ làm một phần sự lành được sự bảo tộc muốn lần rồi hơn. Này địa tạng Bồ Tát, so sánh nhân duyên công đức sự bố thí như thế đó, ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi So ha.